Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông thả học tiếng Quảng Đông để đi du lịch Hồng Kông. Thì mình tên là Kiều Trang ha. Hôm nay thì mình rất vui được trở lại với chương trình cùng quý anh chị các bạn chia sẻ chủ đề tiếp theo số 48, đó là tên các con vật ở sở thú Tùng Mạch Duyền. Tùng Mạch Duyền có nghĩa là sở thú hay là thảo cầm viên. Rồi ta đi vào con vật thứ nhất, đó là lụ phủ. Lụ phủ là con cọp. Thế con báo ta sẽ nói là số 2, pau. Pau là con báo. Số 3, xí chỉ có nghĩa là sư tử. Số 4, tài bành trờn là con voi. Thế con hải mã sẽ là số 5, hò mã là hải mã. Số 6, chứ là con heo. Thế con heo rừng sẽ là số 7, dẹ chứ có nghĩa là con heo rừng. Thế con gấu sẽ là hùng là con gấu. Hươu cao cổ sẽ là tràng cản lục có nghĩa là hươu cao cổ. Rồi con công sẽ là hủng trợt là con công. Con hủng trợt nó đẹp bao nhiêu thì con quạ nó xấu bao nhiêu ha quý vị các bạn. Con quạ sẽ là vú ngá là con quạ. Thì hồi xưa đó mình cũng thích nghe kể chuyện sự tích giữa con công và con quạ lắm á quý anh chị các bạn. Thế con trâu sẽ là ngầu là con trâu. Thế con này cực lắm á quý anh chị các bạn. Con ngựa sẽ là số 13, mạ là con ngựa. Thế con ngựa rằng sẽ là bán mạ là con ngựa rằng. Con khỉ sẽ là mạ lấu hay là hầu chỉ. Mạ lấu hay là hầu chỉ đều có nghĩa là con khỉ. Rồi con vượn sẽ là tràng bi hầu hay là tràng bi duyền có nghĩa là con dượng. Cái tai nó dài ha quý vị các bạn, con dượng cái tai nó rất là dài cho nên người ta kêu nó là tràng bi hầu. Tràng bi duyền là con vượn. Rồi con đười ươi sẽ là xính là con đười ươi. Thế con này nó giống con người ha quý chị các bạn. Rồi con chó sẽ là cẩu. Chó sói sẽ là dẹ lòn là chó sói. Thì hồi xưa hồi còn tuổi thơ đó mình cũng rất thích là nghe cái câu chuyện chó sói và cô bé vàng khăn đỏ ha quý anh chị các bạn. Cái câu chuyện này cũng rất là hay. Rồi tới con cá sấu sẽ là số 20, ngọt dừa là con cá sấu. Con dê sẽ là số 21,
Dờn. Dờn. Dờn là con dê hả quý vị các bạn. Con gấu trúc sẽ là hùng máu. Hùng máu. Hùng máu. Hùng máu là con gấu trúc. Đây là con vật được bảo vệ ở Trung Quốc không chị các bạn. Loài gấu này là gọi là gấu rất là quý hiếm. Khi mà quý anh chị các bạn đến công viên Hải Dương của Hồng Kông chơi đó, quý anh chị các bạn cũng sẽ thấy những cái con gấu trúc dễ thương như thế này. À, con mắt của nó có quầng đen á, con mắt của mình bây giờ cũng giống như con gấu trúc nè quý anh chị các bạn. Rồi ta tiếp tục. Con nhím sẽ là chi quay. Chi quay. Chi quay. Có nghĩa là con nhím. Chi có xì giấm hả quý anh chị các bạn. Chúng ta không đọc si, không đọc ti, không đọc thi mà là chi. Chi. Chi quay có nghĩa là con nhím. Con trăn sẽ là mọn xà. Mọn xà. Mọn xà có nghĩa là con trăn. Rồi ta tiếp tục. Con gà rừng sẽ là số 25. Dẹ cấy. Dẹ cấy. Cấy là con gà. Có chữ dẹ ở phía trước có nghĩa là rừng. Dẹ cấy có nghĩa là con gà rừng. Dẹ cấy là con gà rừng. Rồi con chim cát sẽ là dính mụ. Dính mụ. Dính mụ có nghĩa là con chim cát. Con chim này biết kêu, biết nói á quý vị các bạn. Con chim này rất là khôn ngoan. Chúng ta dạy nó nói, nó sẽ biết nói, nó nói theo mình luôn. Gọi là dính mụ. Con chim cát. Rồi con vịt sẽ là ngạp. Ngạp. Ngạp sẽ là con vịt. Rồi con uyên ương sẽ là dín dớn. Dín dớn. Dín dớn. Dín dớn có nghĩa là con uyên ương. Cái loài uyên ương đó quý vị các bạn, đi đâu nó cũng có cặp có đôi ha, nó đi đâu nó cũng đi hai ha, nó đi một lượt, nó đi hai, đi đôi không à, người ta gọi là con uyên ương ha. Rồi con chim mèo. Con chim mèo thì sẽ là máu thầu dính. Máu thầu dính. Máu thầu dính là con chim mèo. Số 30. Con ngỗng. Thín ngò. Thín ngò. Thín ngò là con ngỗng. Số 31. Máu con mèo. Máu. Máu là con mèo. Con mèo rất là dễ thương. Tiếp tục. Thú có túi gọi là tòi sỉa. Tòi sỉa. Tòi sỉa hay còn gọi là kangaroo hay là thú có túi. À, con thú này thì nó được là loại thú bảo vệ của châu Úc thôi chị các bạn. Con thú này là thú bảo vệ rất là quý hiếm. Nó có túi là nó bỏ con nó vô trong cái túi đó, nó đi đâu nó cũng đem con nó theo ha, rất là đặc biệt cái loại thú này. Rồi con cừu sẽ là 33. Mìn giờn. Mìn giờn hay là mìn giỡn. Mìn giỡn. Mìn giờn hay là mìn giỡn cũng là con cừu hả quý vị các bạn. Chúng ta có hai cách đọc mìn giờn hay là mìn giỡn, giống nhau là con cừu. Rồi con sóc sẽ là số 34. Trùng sữa. Trùng sữa. Trùng sữa. Có trùng có xì giấm hả quý vị các bạn. Chúng ta không đọc sùng, không đọc tùng, không đọc thùng mà là trùng. Trùng. Trùng sữa. Trùng sữa có nghĩa là con sóc.
Rồi tiếp tục. Số 35. Xùy lạn có nghĩa là gấu lười. Thì cái tên của con gấu này là mình biết ngay nó là lười biếng ha Quyên chị các bạn. Tối ngày nằm ngủ, ăn chắc nó cũng làm biếng dữ lắm. Người ta gọi là gấu lười ha. Xùy lạn là gấu lười. Rồi con nai sẽ là số 36. Lục sẽ là con nai. Con chim đại bàng sẽ là dính có nghĩa là chim đại bàng. Con đà điểu sẽ là thò liệu là con đà điểu. Rồi con lạc đà sẽ là lọt thò có nghĩa là con lạc đà. Số 40. Hủng lùng có nghĩa là con khủng long. Thì cái loài khủng long này đó quý anh chị các bạn đã tuyệt chủng từ lâu rồi ha, bây giờ chỉ còn lại là những cái tưởng tượng. Mà hiện giờ đó những cái đứa trẻ nó cũng thích khủng long lắm quý anh chị các bạn. Mấy đứa trẻ nhỏ nó rất là thích. Rồi thì đó là toàn bộ 40 con vật mà mình có thể gặp nó ở trong sở thú ha quý vị các bạn, ở trong cái thảo cầm viên của một quốc gia nào đó ha. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Số 1, lộ phủ con cọp. Số 2, phao con báo. Số 3, xí chỉ sư tử. Số 4, tài bành trờn con voi. Số 5, hò mã hải mã. Số 6, chứ con heo. Số 7, dẹ chứ con heo rừng. Số 8, hùng con gấu. Số 9, trờn cản lục hưu cao cổ. Số 10, hủng trợt con công. Số 11, vú ngá con quạ. Số 12, ngầu con trâu. Số 13, mạ con ngựa. Số 14, bán mạ con ngựa rằng. Số 15, mạ lấu hầu chỉ con khỉ. 16, trường bi hầu trường bi duyền con vượng. 17, xính xính đười ơi. 18, cẩu con chó. 19, dẹ lòn chó sói. 20, ngọt dừa cá sấu. 21, dờn con dê. 22, hùng máu con gấu trúc. 23, chi quay con nhím. 24, mọn xà con trăng. 25, dẹ cấy con gà rừng. 26, dính mụ con chim cát. 27, ngạp con vịt. 28, dín dớn con nguyên ương. 29, máu thầu dính con chim mèo. 30, thín ngò con ngỗng. 31, máu con mèo. 32, tòi sữa thú có túi kangaroo. 33, mìn dởn con cầu. 34,
Trùng sữa, con sóc. 35. Xì lạn, gấu lười. 36. Lục, con nai. 37. Dính, chim đại bàng. 38. Thọ liệu, con đà điểu. 39. Lọt thò, con lạc đà. 40. Khủng lùng, con khủng long. Thì đó là toàn bộ 40 con vật thường gặp ở trong sở thú. Thì quý chị và các bạn nhớ học thuộc ha, để mà chúng ta biết con này là con gì, con kia là con gì ha. Rồi bây giờ chúng ta có ngữ pháp cần lưu ý nè. Chúng ta có vài mẫu câu hỏi và đáp về con này là con gì, con kia là con gì. Cái mẫu câu thứ nhất, thí dụ như ta muốn hỏi con này là con gì thì sẽ hỏi như thế nào, thì sẽ hỏi như thế này hả quý vị các bạn. Ní chạc hay mắt dạ, ní chạc hay mắt dạ. Ní chạc có nghĩa là con này, hay có nghĩa là mắt dạ, có nghĩa là cái gì hay là con gì. Ní chạc hay mắt dạ có nghĩa là con này là con gì. Thì bây giờ chúng ta sẽ đáp con này là ní chạc hay. Ní chạc hay, ní chạc có nghĩa là con này, hay có nghĩa là ní chạc hay có nghĩa là con này là con gì. Thì chúng ta sẽ thế tên con vật vô hết quý vị các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào ví dụ thứ nhất để chúng ta hiểu rõ hơn nè. Thí dụ như hỏi ní chạc hay mắt dạ, ní chạc hay mắt dạ có nghĩa là con này là con gì. Thì chúng ta sẽ đáp là, thí dụ như con này là con sư tử thì sẽ là ní chạc hay xí chỉ, ní chạc hay xí chỉ. Ní chạc có nghĩa là con này, hay có nghĩa là xí chỉ có nghĩa là con sư tử. Ní chạc hay xí chỉ có nghĩa là con này là con sư tử. Rồi ta ví dụ thứ hai tiếp theo, hỏi ní chạc hay mắt dạ, ní chạc hay mắt dạ con này là con gì. Thí dụ như ta muốn đáp con này là con cù thì sẽ là ní chạc hay con cù. Mày ta thấy con cù vô miền giỡn, ní chạc hay miền giỡn. Ní chạc hay miền giỡn có nghĩa là con này là con cù. Rồi bây giờ ta tới cái cách hỏi thứ hai hay là mẫu câu thứ hai. Hỏi con kia là con gì, hỏi con kia là con gì thì ta sẽ hỏi như thế nào. Hỏi như thế này ha, cỏ chạc hay mắt dạ, cỏ chạc hay mắt dạ. Cỏ có nghĩa là kia, chạc có nghĩa là con vật các quý anh chị bạn. Cỏ chạc có nghĩa là con kia, hay có nghĩa là mắt dạ. Mắt dạ có nghĩa là cái gì hay là con gì trong trường hợp này. Cỏ chạc hay mắt dạ, cỏ chạc hay mắt dạ là chúng ta dùng để hỏi con kia là con gì. Thì bây giờ ta muốn trả lời thì sẽ con kia là có nghĩa là cỏ chạc hay, cỏ chạc hay, cỏ chạc hay. Cỏ chạc có nghĩa là con kia, hay có nghĩa là con kia là, con kia là con gì. Thì mình thế vô mấy cái dấu chấm chấm đó quý vị bạn ha. Thì ta đi vào ví dụ cụ thể thứ nhất nè. Thí dụ như hỏi cỏ chạc hay mắt dạ, cỏ chạc hay mắt dạ có nghĩa là con kia là con gì. Rồi bây giờ chúng ta đáp, thí dụ như chúng ta muốn nói con kia là con cát thì mình thế vô cỏ chạc hay con kia là con cát. Con cát sẽ là dính mụ, cỏ chạc hay dính mụ. Cỏ chạc hay dính mụ có nghĩa là con kia là con cát. Rồi ta tiếp tục tương tự,
Thí dụ như tao muốn hỏi con kia là con gì? Cỏ trạc hay mắt dạ? Cỏ trạc hay mắt dạ? Đáp: cỏ trạc hay tại bành tròn. Cỏ trạc hay tại bành tròn. Cỏ trạc có nghĩa là con kia, là có nghĩa là hay, tại bành tròn có nghĩa là con voi. Cỏ trạc hay tại bành tròn có nghĩa là con kia là con voi. Rất là đơn giản á quý chị các bạn, chúng ta chỉ thay thế vô thôi. Người ta hỏi mình cỏ trạc hay mắt dạ thì mình đáp là cỏ trạc hay. Con gì thì mình cứ thế vô ha. Rồi, ta tới cái cách thứ ba, cái cách hỏi thứ ba hay là cái mẫu thứ ba. Hỏi đây là con gì thì sẽ hỏi như thế nào? Ní tí hay mắt dạ tùng mạch. Ní tí hay mắt dạ tùng mạch. Ní tí có nghĩa là đây, hay có nghĩa là mắt dạ có nghĩa là gì, tùng mạch có nghĩa là con vật. Ní tí hay mắt dạ tùng mạch có nghĩa là câu hỏi đây là con gì thì rất là đơn giản quý chị các bạn. Khi mà ta trả lời đó, người ta hỏi mình ní tí hay mắt dạ tùng mạch thì mình sẽ đáp là ní tí hay. Ní tí hay. Ní tí có nghĩa là đây, hay có nghĩa là ní tí hay có nghĩa là đây là con gì thì ta thế vô mấy cái dấu chấm đó ha quý vị các bạn. Thí dụ như cụ thể như thế này. Đây là con gì? Ní tí hay mắt dạ tùng mạch. Ní tí hay mắt dạ tùng mạch. Chúng ta sẽ đáp là thí dụ như ta nói đây là con hươu cao cổ thì sẽ là ní tí hay hươu cao cổ là trường cản lục. Trường cản lục. Trường cản lục. Thì ta sẽ thế vô hết quý vị các bạn, rất là đơn giản. Ní tí hay mắt dạ tùng mạch. Ní tí hay trường cản lục. Ní tí hay tràng cản lục có nghĩa là đây là con hươu cao cổ. Ní tí hay mắt dạ tùng mạch có nghĩa là đây là con gì? Để mà chúng ta hỏi ha quý vị các bạn. Rồi, tới ví dụ tiếp theo. Tương tự hỏi y hệt. Ní tí hay mắt dạ tùng mạch. Ní tí hay mắt dạ tùng mạch có nghĩa là đây là con gì? Thì bây giờ ta muốn nói đây là con cọp thì sẽ thế vô hả quý chị bạn. Ní tí hay lụ phủ. Ní tí hay lụ phủ. Ní tí có nghĩa là đây, hay có nghĩa là lụ phủ có nghĩa là con cọp. Ní tí hay lụ phủ. Người ta hỏi mình ní tí hay mắt dạ tùng mạch thì mình sẽ trả lời là ní tí hay lụ phủ. Ní tí hay con gì mình cứ thế vô ha quý vị các bạn. Người ta hỏi mình ní tí thì mình trả lời cũng là ní tí ha. Rồi, tiếp tục tới mẫu câu số 4 hay là cách hỏi số 4. Hỏi kia là con gì? Thì ta sẽ hỏi như thế nào? Cỏ tí hay mắt dạ tùng mạch. Cỏ tí hay mắt dạ tùng mạch. Cỏ tí có nghĩa là kia, hay có nghĩa là mắt dạ có nghĩa là gì? Tùng mạch có nghĩa là con vật. Kia là con vật gì hay là kia là con gì? Đơn giản. Thì người ta hỏi mình cỏ tí hay mấy dạ tùng mạch có nghĩa là kia là con gì thì mình sẽ đáp kia là cỏ tí hay. Cỏ tí hay có nghĩa là kia là con heo rừng thì mình thấy con heo rừng vô dạ chứ. Cỏ tí hay dạ chứ. Cỏ tí hay dạ chứ có nghĩa là kia là con heo rừng. Ha quý chị các bạn, quý chị các bạn cũng lưu ý ha. Rồi ta đi vào cái ví dụ thứ hai để chúng ta hiểu rõ hơn một chút. Cũng đơn giản, cũng hỏi là y hệt kia là con gì. Cỏ tí hay mắt dạ tùng mạch. Cỏ tí hay mắt dạ tùng mạch. Thì chúng ta đáp lại cỏ tí hay, thí dụ như hủng lùng. Cỏ tí hay hủng lùng. Cỏ tí hay hủng lùng có nghĩa là kia là con khủng long. Ta cứ thế vô ha quý anh chị các bạn, rất là đơn giản ha.
Người ta hỏi mình có tí hay mới ra tùng mạch thì mình sẽ đáp lại có tí hay, hay con gì đó thì mình thế vô ha. Rồi, đó là những cái mẫu câu, bốn loại mẫu câu để hỏi và đáp thôi chị bạn trong văn nói. Rồi bây giờ ta tham khảo tới văn viết, thì văn viết của Hồng Kông với lại văn nói nó có sự khác nhau ha quý chị các bạn. À, văn nói thì dùng để nói, văn viết thì dùng để viết. Rồi cái mẫu câu văn viết thứ nhất nè, ví dụ như hỏi chẻ chạc xì sầm mó. Chẻ chạc xì sầm mó có nghĩa là con này là con gì. Chẻ chạc, chẻ có nghĩa là này, chạc có nghĩa là con. Cái con, cái con vật á, thì người ta đi theo cái chữ chạc ha quý vị các bạn. Chẻ chạc xì, xì có nghĩa là là. Sầm mó, sầm mó có nghĩa là cái gì, mà trong trường hợp này á, là con gì. Chẻ chạc xì sầm mó, chẻ chạc xì sầm mó có nghĩa là con này là con gì. Rồi ta đáp lại đơn giản, chẻ chạc xì, chẻ chạc xì, chẻ chạc xì khủng long là khủng long, thì mình cứ thế vô ha quý anh chị các bạn. Con này là, con này là con gì thì mình thế vô khủng long, hay là con heo, con heo rừng, con chó. Con chó thì chẻ chạc xì cẩu, thì rất là đơn giản ha quý anh chị các bạn. Nhưng mà quý anh chị các bạn lưu ý, đây là văn viết, có nghĩa là dùng để viết chứ không có dùng để nói ha quý chị các bạn. À, khi mà chúng ta dùng văn viết này mà để nói thì nó hơi kỳ kỳ một chút ha, ít có ai dùng lắm, người ta dùng văn nói để nói thôi. Rồi cái văn viết thứ hai, cái mẫu thứ hai, thí dụ mình muốn hỏi đây là con gì thì mình sẽ hỏi như thế nào, mình sẽ viết như thế nào. Chẻ xì sẩm mó tùng mạch, chẻ xì sầm mó tùng mạch, chẻ xì sầm mó tùng mạch có nghĩa là đây là con gì. Chẻ có nghĩa là đây, xì có nghĩa là, sầm mó, sầm mó có nghĩa là gì, tùng mạch có nghĩa là con vật, đây là con vật gì hay là đây là con gì. Chẻ xì sầm mó tùng mạch. Rồi đơn giản ta sẽ đáp lại, chẻ xì đây là, đây là con gì thì mình thế vô, trực tiếp thế vô ha quý anh chị các bạn. Ví dụ như đây là con heo, chẻ xì chứ, đây là con trâu, chẻ xì ngầu ha quý anh chị các bạn. Rồi ta tới cái mẫu số 3 về văn viết. Thí dụ như ta muốn hỏi kia là con gì thì sẽ là nạ chạc xì sầm mó. Nạ chạc xì sầm mó, nạ có nghĩa là kia, chạc có nghĩa là con, nạ chi, nạ chạc có nghĩa là con kia, xì có nghĩa là sầm mó. Sầm mó, sầm mó có nghĩa là con gì hay là cái gì. Rồi tương tự đáp, nã chạc xì, con kia là, con kia là con gì mà thế vô, con kia là con khủng long. Nã chạc xì khủng long, nã chạc xì khủng long, con kia là con cọp. Nã chạc xì lỗ phủ ha quý vị các bạn. Rồi tới văn viết cái mẫu số 4, dùng để hỏi con kia là con gì. Nạ xì sẩm mó tùng mạch, nạ xì sẩm mó tùng mạch, nạ xì sẩm mó tùng mạch có nghĩa là con kia là con gì. Thì khi mà ta đáp thì sẽ là nạ xì, nạ xì, nạ có nghĩa là kia, xì có nghĩa là kia là, kia là con gì, kia là con khỉ. Thì nạ xì hầu, hầu chỉ, nạ xì hầu chỉ ha quý anh chị các bạn. Chúng ta cứ thế vô
là sẽ được thôi ha. Thì đó là những cái cách hỏi về văn nói hay là văn viết mình cũng liệt kê ra cho quý vị các bạn tham khảo ha. Thì chủ yếu là mình để nói theo quý vị các bạn, còn văn viết thì mình để tham khảo coi là văn viết của người Hồng Kông thì người ta sẽ viết như thế nào, còn văn nói thì người ta dùng những cái từ gì để nói, hay là viết thì dùng những cái từ gì để viết thôi quý vị các bạn. Thì nó hơi phiền phức một chút xíu, nhưng mà mình chủ yếu á, là để nói nhiều hơn thôi ha quý vị các bạn. Thì quý vị các bạn cũng cố luyện tập mẫu câu, đây là con gì, kia là con gì, xong rồi tự luyện tập trả lời, đây là con gì đó mình thế vô, kia là con gì đó mình thế vô ha quý vị các bạn. Thì quý vị các bạn nhớ học thuộc tên các loài vật để mà chúng ta có thể nhớ để mà nói con này là con gì, con kia là con gì thì cũng rất là vui ha quý vị các bạn. Thì mình cũng khuyên quý chị các bạn như thế này, nếu mà chúng ta muốn nói được lưu loát thì chúng ta phải có nhiều từ vựng ha quý chị các bạn. Chúng ta phải cố học thuộc những cái từ vựng cần thiết, và mình phải rèn luyện nói hàng ngày. Cũng đừng có ngại nói ha quý chị các bạn, chúng ta cứ nói. Mình cũng đã nói rồi thì nói sai cái người khác sẽ sửa cho mình, từ đó mà mình tiến bộ hả quý vị các bạn. Và cái cách rèn luyện á quý vị các bạn, nhằm nếu mà quý vị các bạn có bạn thân thiết á thì chúng ta đó có thể học bằng cách này. Mỗi một người nói ra một tên một con vật, cứ nói thì đùa nhau nói, thí dụ lũ phủ, cái người bạn của mình sẽ nói con gì nữa, sư tử chứ hay xí chỉ, cái người bạn này nói mã lấu, cái người kia sẽ nói ta bành trờn. Cứ thế mà nói, mình cứ suy nghĩ được mình biết cái con vật gì thì mình sẽ nói ra con vật đó. Mà nếu người nào mà nói trùng hợp với cái con vật mình đã liệt kê ra rồi thì người đó sẽ thua hết quý chị bạn. Nhằm khi mình chơi những cái trò chơi như vậy á, là mình khắc ghi thêm á, ấn tượng thêm những cái tên của con vật, và mình sẽ nhớ dai với quý chị bạn. Thôi thì mình cũng hy vọng là quý anh chị dạ thích cái bài chia sẻ hôm nay của mình ha. Thì mình dừng ở đây, xin chúc quý anh chị các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cho Kim, Hà Chạp Kim.